Rồi, xin chào và cảm ơn em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị. Và ngày hôm nay Store Thiết Bị sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ khoang của thương hiệu Ryobi Kyocera Nhật Bản nha anh em. Thì cái Ryobi này là cái Ryobi đã được tập đoàn Kyocera mua lại và làm phát triển lên những cái máy thương hiệu Ryobi. Thì có lẽ là theo mình nghĩ là về sau này thì thương hiệu Ryobi này nó sẽ không còn, nó sẽ chuyển qua thương hiệu là Kyocera. Nhưng mà hiện tại nếu cái máy này nó vẫn là thương hiệu Ryobi, nhưng mà nó trên cái mác của nó sẽ có thêm chữ Kyocera của tập đoàn của Nhật Bản nha anh em. Rồi, thì cái bộ máy khoan búa ngày hôm nay mà Store Thiết Bị muốn giới thiệu với anh em có cái mã là BD-750K. Thì cái dòng này là dòng khoan búa và có rất là nhiều phụ kiện ở bên trong và được đóng trong một cái thùng, anh em thấy nè, cái thùng rất là chắc chắn luôn và có rất là nhiều phụ kiện ở bên trong anh em. Anh em nhìn có thể nhìn thấy được cái phụ kiện bên trong nè. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em trước những cái phụ kiện của nó. Đây, nếu mà để như vậy thì anh em sẽ hơi khó nhìn. Mình sẽ để ngược lại cho anh em xem. Đó, anh em thấy. Thì nó sẽ có một cái mũi chuyển qua đầu bắt vít cho dành cho cái máy khoan. Thì anh em thấy nó có tặng cho anh em ở đây để rất là ok. Và ở trong nó có hít nè anh em. Anh em thấy nè. Ở trong nó có hít để cho anh em có thể gắn những cái mũi này vào. Thì những cái mũi này thì ở bên hãng tặng cho mình rất là nhiều mũi, thì từ mũi BZ3, BZ2, BZ1, rồi từ BH3, BH2, BH1, BH0 luôn. Những cái dòng S này cũng có những cái mũi dẹp nè, là từ S7, S6, S5 rồi xuống cho tới S3 luôn. Những cái dòng này và những cái đầu mà hệ H cũng có và những cái hệ T cũng có luôn. Những cái này là mình nghĩ là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 24, 36, 48 mũi. 48 mũi thì có lẽ là rất là đủ dành cho anh em mà để anh em có thể làm việc tại nhà, hoặc là anh em thợ mà có thể mang đi khắp mọi nơi luôn, làm rất là được nhiều việc. Ngoài ra thì Ryobi cũng sẽ tặng cho anh em. Đây, anh em thấy mình đếm thử 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mũi khoan. 24 mũi khoan này nó sẽ bao gồm cho anh em là có thể anh em có thể khoan được bê tông, khoan sắt cũng như khoan gỗ luôn. Đó, nó có 24 mũi, kèm theo đó là có hai cái mũi khoét, một cái mũi nhỏ và một cái mũi lớn. Đây, hai cái mũi khoét, để mình lấy hai mũi khoét cho anh em xem. Đây là cái mũi khoét lớn. Đây là mũi nhỏ. Đó, cái này là hãng sẽ tặng luôn cho anh em nha. Bộ này có lẽ là đủ mũi cho anh em để anh em có thể sử dụng luôn á. Rồi, thì có cái mũi rồi thì anh em sẽ cần tới cái máy. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em cái máy. Thì cái máy này là cái máy khoan búa của thương hiệu Ryobi, được bảo hành chính hãng 1 năm và được nhập khẩu trực tiếp luôn nha anh em. Rồi, anh em có thể bảo hành cái máy khoan Ryobi này 1 năm trên toàn quốc. Trên cái phiếu bảo hành nó sẽ ghi cho anh em những cái thông tin để anh em có thể đến để bảo hành. Thì trên toàn quốc luôn, anh em ở khu vực nào thì nhìn cái phiếu bảo hành đó anh em có thể xem được là khu vực của mình là nó có trung tâm bảo hành ở đâu, thì anh em cứ ghé tới. Đây là cái máy khoan. Thì cái máy khoan thì bên trong nó sẽ có những cái mà miếng dán này để có thể giữ được cái máy khoan, để cho khi mà anh em vận chuyển thì nó sẽ không bị rơi ra, cũng như là cái khuôn của nó dập riêng cho cái hộp này. Anh em thấy nó rất là cứng cáp, giữ cái máy khoan. Bên trong cũng sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng của thương hiệu Ryobi nữa nha anh em. Đây là cái máy khoan. Cái khoan búa này thì để mình coi cái thông số. Đây, mình giới thiệu với anh em cái thông số. Thì cái khoan búa này có cái mã là BD-750VR. Đầu kẹp là đầu kẹp 13 ly. Máy khoan búa sử dụng điện là điện 220 cho đến 240, 50-60 Hz. Cái motor của nó sẽ là motor 750W. Tốc độ không tải là từ 0 cho đến 3.000 vòng trên 1 phút. Và độ đập búa của nó là từ 0 cho đến 48.000 lần trên 1 phút nha anh em. Đầu kẹp tối đa là đầu kẹp 13 ly. Và hàng được phân phối bởi tập đoàn Kyocera của Nhật Bản và sản xuất tại Trung Quốc. Đó, đây là cái máy khoan. Máy khoan này máy khoan điện nha anh em. Và cái máy khoan này nó có sẵn cho anh em một cái tay cầm cũng như là một cái thước đo. Ở đây nó sẽ có một cái tem dán là thương hiệu Ryobi.
phần này anh em sẽ có thể đảo chiều, và cũng như là phần công tắc của nó anh em có thể chỉnh được cái lực của mình, có thể bóp được sâu hay là nông. Phần công tắc này thì anh em có thể khóa lại để anh em khi mà anh em làm việc mà cần khoan một cái thời gian lâu dài á, thì anh em khóa lại bằng ở đây. Trên tay cầm nó sẽ bọc một, cho anh em một cái lớp là lớp cao su để cho anh em có thể làm việc nó sẽ giảm được cái chấn. Cũng như là ở trên này thì anh em có thể chuyển qua hai chế độ khoan, một chế độ khoan thường và một chế độ khoan búa. Đó, đó là nguyên cái bộ Kyocera mà ngày hôm nay Soi Đất Bị muốn giới thiệu với anh em. Nguyên cái bộ khoan thì sẽ có bao gồm cho anh em 24 mũi khoan, hai cái mũi khoét, và cũng như là rất là nhiều mũi siết bít, và thêm cái đầu siết bít có 500 nữa nha anh em. Thì nguyên cái bộ này Soi Đất Bị đang bán với mức giá là 1.310.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì anh em nào cần đặt mua, anh em cứ liên hệ với Soi Đất Bị qua số hotline là 0786766818, hoặc là đến trực tiếp Soi Đất Bị luôn để xem cũng như là trải nghiệm những cái sản phẩm đang có sẵn tại Soi Đất Bị, với cái địa chỉ là 262-1-15 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Anh em nào cần đặt hàng thì anh em cứ lên trang web storethietbi.com hoặc là storethietbi.vn để có thể liên hệ đặt hàng. Anh em có thể comment ở bên dưới đường video clip ở dưới thì số điện thoại của anh em để mình có thể liên hệ với anh em để có thể mua hàng. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like và share cái kênh của Soi Đất Bị. Có một cái nút đăng ký nằm ở góc phải ở dưới này thì anh em có thể bấm vào đó để vào bấm dấu chuông để có thể nhận được thêm những cái ưu đãi cũng như là giới thiệu những sản phẩm mới mà anh em cần và có thể đặt mua một cái giá thật là hợp lý. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo.